Chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hàng. Và ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Lịch trình nhóm và cá nhân bận rộn khiến Blackpink nhiều lần có dấu hiệu kiệt sức. Tuy nhiên các thành viên vẫn gắng gượng hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Người hâm mộ vô cùng lo lắng và xót xa khi chứng kiến cảnh Jisoo cống hiến hết mình trong concert dù cổ đang nổi hạch lớn. Concert Born Pink của Blackpink thu hút rất đông sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới. Mặc dù thời gian mỗi buổi biểu diễn chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng các thành viên đã phải chuẩn bị trong thời gian dài và dốc hết sức mình từng giây từng phút. Theo dõi màn hình biểu diễn, người hâm mộ phát hiện ra Jisoo đang gặp vấn đề về sức khỏe. Phần cổ của cô đang nổi hạch to, có thể nhìn thấy rất rõ bằng mắt thường. Đây hẳn cũng là lý do mà nữ thần tượng hầu như để tóc dài xuyên suốt concert. Có lẽ vì không muốn người hâm mộ lo lắng nên chị cả Blackpink hầu như để tóc dài che lấp cổ trong các concert. Đây không phải lần đầu tiên Jisoo gặp tình trạng này, trước đó người hâm mộ nhiều lần phát hiện cô nàng nổi hạch ở cổ. Dù vậy, chị cả Blackpink vẫn cháy hết mình trên sân khấu như không có chuyện gì xảy ra. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp của nữ thần tượng khiến khán giả cảm phục. Người hâm mộ nghi ngờ Jisoo đang bị sưng hạch bạch huyết, tình trạng này xảy đến khi cơ thể mệt mỏi hoặc mắc bệnh ho, cảm cúm, sốt. Tuy nhiên không thể chủ quan vì sưng hạch bạch huyết trong thời gian dài sẽ rất có hại cho sức khỏe. Việc Jisoo tái phát lại sưng hạch bạch huyết không khỏi khiến người hâm mộ lo lắng. Thêm vào đó, nữ thần tượng đang bận rộn với lịch trình World Tour cùng Blackpink, hy vọng rằng Jisoo sẽ sớm nghỉ ngơi đầy đủ và điều trị để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin mời bạn để lại ở bên dưới phần bình luận của video này để chúng mình có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.